mặc đồ kín mít nè. Nhưng mà vô đây có hai đứa à, cởi ra đi. Hãy cởi từ khúc này nè. Đẹp không? Hái rồi gì? Trời ơi, anh nghĩ sao mà anh mua mấy cái đồ này rồi anh bắt em mặc gì hả? Nè nè. Trời đất ơi, cái gì mà hở trước hở sau mũm lem mũm lét gì mà mặc cái gì? Mặc như không mặc vậy đó. Đó. Giờ nó mỏng như vậy mới mua cho em nè. Trời ơi. Em mà mặc cái này vô một cái ha. Vậy nó đã. Lúc đó hai chồng mình nóng tình cảm á, anh chắc anh bạo lắm á. Mặc đi cho anh vui. Chứ bữa giờ em đi công tác cái chục ngày em biết ở nhà anh tiêu thốn lắm không? Ôi ơi, tình cảm mà mình phải tạo ra không nóng lại. Mặc đi trên vui, mặc đi. Đó nè, đẹp vô, ốm vô nè. Mày vui dữ chưa? Ý anh là sao? Ý anh chê tôi già nua xấu xí, ăn mặc không có đẹp, không có khiêu gợi, cho nên anh đem mấy cái đồ gì về cho tôi mặc đúng không? Ôi, làm gì có chuyện đó, nghĩ bậy cho anh không mà. Vậy là anh lén phén với con nào? Rồi anh thấy nó mặc mấy cái bộ đồ này nè, rồi anh mê mệt nó, anh xích đồ về đây bắt tôi mặc giống nó đúng không? Có đâu. Nói, lén phén với con nào? Hả? Làm gì có chuyện đó. Không có chuyện đó chứ sao vậy? Có với nhau một mặt con rồi, chứ bộ mới mẻ gì đâu mà đem mặc mấy cái bộ đồ thấy ghê vậy hả? Hay là trẻ không chơi rồi già đổ đố? Ê, ê, cái gì? Nè, mặc hả? Đây nè, muốn mặc thì tự mặc tự coi đi. Ôi, anh thấy đẹp mà. Tới hả? Rồi. Nhưng mà tới trễ nha. Em biết không, nãy giờ anh ngồi đợi em á, người anh nó rạo rực anh đi tắm mấy lần cho nó nguội bớt đó. Trời ơi, đúng là cái nhóm kính này, mặc đồ kính mít nè. Nhưng mà vô đây có hai đứa à, cởi ra đi. Ngại đúng không? Mới lần đầu đúng không? Nhìn là biết rồi. Nhưng mà anh là cái kiểu người không có thích bạo lực đâu. Anh nâng niu lắm, hứng như hứng hoa vậy đó. Nâng như nhân chứng vậy đó. Dạ, em không có sợ bạo lực. Cái gu của em là em thích bạo lực. Thôi cái nước miếng luôn vậy. Thèm á. Trời ơi, nghe thích bạo lực cái đây cái. Em thích anh chịu. Ê, cái bộ đồ mà anh gửi qua cho em, mấy cái bộ đồ mà nó mỏng thấy vô trong luôn á. Đang mặc đúng không? Đang mặc, nó mặc cái đồ kính gì nè đúng không? Cởi ra đi, cởi ra đi. Đã lắm á, chắc đã lắm. Anh muốn cởi đúng không? Đúng rồi. Vậy anh cởi đi. Anh được cởi luôn. Nhớ nha. Anh cởi nha. À, để anh cởi anh trước cái. Ôi. Hãy cởi từ khúc này nè. Thì ra là cô cũng làm sugar baby cho những thằng khác đúng không? Nín, đừng có đổ lỗi lại cho tôi. Sao? Em bỏ. Sugar baby hả? Anh thích cái gì? Đồ ren đúng không? Thích bạo lực đúng không? Sugar baby, bé đường rồi đúng không? Em đừng. Bữa nay á hả? Tôi cho anh lên đường là bé đường, bé đường. Lên đường nè hả? Đừng có đánh nữa mà đau dữ lắm luôn. Đau hả? Đau cho anh chừa cái thôi. Anh nghĩ sao vậy hả? Tôi cực khổ vất vả đi làm chắc chiêu từng đồng từng cắt, lo cho chồng cho con. Còn anh sao? Mỗi tháng hả? Chi ra 10 triệu để đi tìm sugar baby hả? Bây giờ hả? Anh muốn ngọt ngào đúng không? Ngọt ngào đến mấy tôi cho anh tan thành mấy, tan thành mấy, tan thành mấy. Sugar baby. Đau mà. Sao em biết chuyện này? Ai nói cho em biết vậy? Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng có làm. Ơi. Cô ơi, cô có sao không vậy? Xin lỗi nha, tại vì cái đống hàng này nó cao quá tôi không có nhìn thấy cô. Cô có sao không cô? Hỏi gì? Đi cái kiểu gì á mà tông vô người ta luôn vậy? Hả?
Nếu như mà thấy chất cao quá đi không được á thì thôi người ta ôm một lần một thùng thôi. Ôm chi mà cố xác rồi bây giờ ủi vô người tôi nè, thấy không? Rồi bây giờ dơ bộ đồ tôi rồi đó. Sao? Đền đi. Ủa? Thì tôi cũng đã xin lỗi cô rồi. Cô làm gì làm khó làm dễ tôi vậy? Nè, với lại một phần cũng lỗi tại cô chứ đâu phải mình tôi đâu. Cái đường vậy đó cô đi sớ rớ giữa đường người ta đụng trúng là phải rồi. Chỗ hàng xóm với nhau người ta đã xin lỗi đàng hoàng rồi mà còn nói chuyện kiểu vậy nữa. Quá trời cái miệng. Chưa có nói xong á mà cô cãi xong xỏn với tôi như vậy rồi. Chẳng trách á là chồng của cô phải đi tìm Sugar Baby. Cái gì? Cô nói cái gì Sugar Baby? Cô nói ai đi tìm? Nè, ăn bậy được chứ không có nói bậy được nha. Hay là cô thấy gia đình người ta hạnh phúc rồi cô tính đốt nhà người ta đúng không? Ai mà thèm đốt nhà của cô? Chẳng qua là người ta xinh đẹp, người ta tốt bụng, cho nên là người ta muốn nhắc nhở cô thôi. Chồng của cô á đăng tin tìm Sugar Baby ở trên mấy cái trang kính kìa. Lên mà coi. Vậy cái nickname mà cô gái ngọt ngào đó là em đó hả? Chứ anh tưởng là ai? Hả? Chết tôi. Tôi giả bộ lập cái nick giả để thử lòng anh. Tại vì tôi nghe hàng xóm nói anh á này kia nọ. Ai mà có về ha, người ta nói bao nhiêu là anh dính bấy nhiêu. Bày đặt cái gì? Đi tìm Sugar Baby hả? Ai được, không được hả? Đau mà. Nhưng mà cái này em có trách anh được. Thì em cũng biết rồi đó, vợ chồng mình cưới nhau ở nhau cái chục năm trời rồi. Nó chán muốn chết à. Anh cứ gợi ý em, anh đưa đồ cho em kia, em thay đổi cái bầu không khí cho nó lạ xíu. Mà em có một chiêu em chơi hoài rồi, chán muốn chết luôn á. Cái gì? Một chiêu chơi hoài hả? Một chiêu chơi hoài. Vậy thì tôi đổi chiêu khác cho anh. Bỏ đi. Không mà. Sao? Hồi xưa lúc mà yêu tôi, lúc muốn lấy tôi giờ làm vợ anh nói sao? Anh thích cái sự chân chất, mộc mạc, thật thà của em. Rồi bây giờ hả? Anh xây 180 độ vậy hả? Còn anh muốn cái gì thì anh nói một tiếng chứ. Câm cái họng rồi hả? Anh nói rồi mà em có thay đổi đâu. Nên anh đừng có bao biện cho cái lý do ngoại tình của anh. Tôi xuống tới dưới luôn nha. Anh biết lỗi của mình rồi mà. Thôi anh lần đầu rồi cũng... Cũng như là lần cuối. Không có tha lỗi gì hết trơn á. Nè ha, một lần ngoại tình là sẽ có lần thứ hai. Anh dám lấy tiền ở nhà đi bao gái á thì chấp nhận ly hôn đi. Tôi nói cho anh biết, chuyện gì cũng có thể tha thứ, nhưng mà chuyện ngoại tình thì không bao giờ. Đau hả? Bỏ đi chưa? Đừng mà em. Đừng có ly dị mà. Em. Đừng mà.